chào các anh. Hôm nay website phụ kiện xì gà cuba.com xin được phép giới thiệu tới các anh bộ dao cắt và bật lửa của hãng ST Dubon. Đây ha, thì đây là cái hộp khi mà các anh nhận về tay ha, sẽ là một màu trắng rất là sang trọng. Ở ngoài có in logo thương hiệu ST Dubon nha các anh ha. Thì em Linh xin mở ra nha. Khi mà mình mở ra thì bên trong nó sẽ có thể hiện, nó sẽ có thêm một cái catalog của hãng ST Dubon nữa. Đây, logo của hãng nha, catalog nè, rất là đẹp. Cái này là nó đi cùng với nhau là một set nha. Thì nhưng mà bên em vẫn có bán lẻ ha. Nếu là các anh muốn mua lẻ thì bên em cũng có bán tách set, mà muốn mua set thì cũng được luôn. Đấy, thì em sẽ đi tới chi tiết hơn nha. Thì này là dao cắt lưỡi ngang nha. Đây, dao cắt đến từ hai đầu các anh ha. Đây, rất là đẹp. Vòng tròn bên trong á là phù hợp cho size xì gà 58 trở xuống. Thì đại đa số xì gà bây giờ đều là size 58 trở xuống các anh ha. Thì màu chủ đạo của cái dao cắt này á là màu đen và màu vàng đồng ha, phối hợp màu rất là tinh tế cho nên rất là sang. Và ở trên đây nó có in cái dòng chữ của hãng là ST Dubon ha, xì gà club với hai hình ngôi sao. Thì dòng chữ này thì cũng là được in là màu vàng đồng luôn á các anh, đặc biệt là những cái con ốc vít trên này nè cũng là màu vàng đồng luôn ha, rất là đẹp nè ha. Đặc biệt là cái này nè, cái bóng của cái phần dao cắt này nè là mình không có để lại cái dấu vân tay đó các anh. Rất là đẹp ha, được làm từ thép nguyên khối ấy, cho nên là không có bị rỉ ha, rất là sang ha. Dao là dao mà khi mà mình bấm nó rước ra rồi cũng rất là nhẹ nhàng luôn ha, rất nhẹ nhàng luôn, rất là bén. Rồi thì em Liên sẽ test cái phần dao cắt cho các anh xem luôn ha. Ở đây em có chuẩn bị trước một cái điếu xì gà nha. Để em test cái phần dao cắt cho mình xem nha. Mình mở dao ra như thế này thôi, xong rồi mình bỏ xì gà vô mình cắt như thế này luôn ha. Xem cái độ bén của nó nha. Đây ha, nó là bén luôn ha. Nè, nó không có bị giống như là rách lá xì gà luôn ha. Không phải là cái nét cắt của nó vừa bén, nó vừa nhanh và nó vừa sắc ha. Tại vì đây anh nhìn nè, không có bị rách lá, không có bị xê dịch điếu ha. Đây là cái phần cắt nè, nên thẳng ha, rất là đẹp luôn ha. Rồi thì tiếp theo là bật lửa nha. Đây, đây bật lửa thì màu chủ đạo đi cùng với xét cho nên nó cũng là màu vàng đồng với là màu đen ha. Màu đen này bên ngoài nó bóng rất là đẹp như các anh ha, phối với cái màu vàng đồng rất là sang luôn ha. Ở bên đây có in cái thương hiệu ST Dubon nè. Đó là đẹp luôn. Ở phía dưới này là cái nơi để mình tiếp nhiên liệu á các anh. Điều chỉnh ga to nhỏ ha, thì cái lực lửa nó sẽ phụ thuộc vào cái này. Ví dụ như các anh chỉnh cái ga mà to nhất thì lửa nó sẽ bắn ra là mạnh mẽ và nó dài ha. Nó còn nếu mà mình chỉnh bé thì cái lực lửa nó sẽ ngắn ha, nó yếu ha. Tóm lại là cũng tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình ha. Cũng được làm từ thép không gỉ nha. Thì ở đây em sẽ test cái lực lửa cho các anh xem nha. Đó ha, các anh thấy không? Rất là mạnh luôn ha, cực kỳ mạnh luôn. Đó. Và cái hơi nóng của nó rất là xa luôn ha. Có nghĩa là nó, cái nghĩa là cái hơi nóng là để tới đây là em vẫn cảm thấy nóng á. Và đặc biệt là không có, nó làm từ kim loại cách nhiệt á, cho nên là khi mà mình sử dụng xong rồi á, các anh có chạm vào cái phần đầu ấy thì nó cũng không có cái cảm giác mà nóng và bỏng tay nha. Đấy, thì đây ha, đây là e-set, mình có thể mua lẻ được các anh nha. Thì ở đây để được tư vấn mua hàng á, các anh liên hệ trực tiếp hai số điện thoại bên dưới video giùm em nha, hoặc là mình kết bạn Zalo. Em có chèn cái đường link của website phụ kiện xì gà cuba.com, anh có thể click vào link để tham khảo thêm nhiều sản phẩm ha. Cửa hàng bên em có rất là nhiều sản phẩm và đa dạng mẫu mã đấy. Ngoài ra thì em cũng có chèn một cái đường link để mình đi tới trực tiếp được cái sản phẩm nha. Thì bên em có ship toàn quốc và bảo hành 1-1 cho mình ha, đổi trả 1-1 trong vòng 7 ngày và bảo hành 1 năm cho mình ha. Thì em xin kết thúc video tại đây. Nếu mà các anh yêu thích video thì có thể like và bình luận để đóng góp ý kiến em hoàn thiện hơn sau này ha. Các anh đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất mà em Liên ra nhé. Thì em xin cảm ơn các anh và hẹn gặp lại các anh vào video lần sau nhé.